Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 22 Tây tháng 4 và ở Việt Nam khi bạn xem đã là ngày thứ sáu rồi Thì các bạn thấy được là Thuận ngày hôm qua và hôm nay lại bận áo ấm trở lại Tại vì tình hình thời tiết Cali thì cũng giống như là tình hình của thị trường crypto trong thời gian gần đây Bữa nóng, bữa lạnh Và hôm nay thời tiết lại lạnh trở lại Và chúng ta sẽ bắt đầu cái video để mà nói về tình hình của Ethereum Chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về những thông tin, những suy nghĩ của Thuận liên quan tới Ethereum Cho nên Thuận không cần phải nói nhiều về Ethereum mà chủ yếu muốn nói về tình hình hiện bây giờ thì các bạn thấy được là cho đến thời điểm ngày hôm nay thì giá Ethereum đã có lúc lên tới cái mức là 2612 ở trên Coinbase có nghĩa là Ethereum đang ở cái mức cao nhất mọi thời đại các bạn thấy được là giá Ethereum chưa bao giờ cao tới cái mức này lúc mà tôi làm video là 2581 cho mỗi đồng của Ethereum và bây giờ đó thì nhiều người nhìn vào cái biểu đồ là Ethereum so sánh với lại Bitcoin thì các bạn thấy được là Ethereum so sánh với lại Bitcoin đây là cái biểu đồ trên sàn Binance đi thì nhiều người thấy được là bây giờ Ethereum so với Bitcoin đây thì đang tăng trưởng rất là mạnh không chỉ riêng là Ethereum đạt được cái mức cao về cái phương diện đồng đô la mà so với lại Bitcoin thì Ethereum cũng đang break out nhưng mà đây không phải là cái mức cao nhất thì bây giờ thì các bạn thấy được là giá Ethereum so với lại Bitcoin đó thì Ethereum sau với Bitcoin là 0,04 BTC thì chúng ta thấy được đây không phải là cái mức cao nhất mà cái mức cao nhất của Ethereum so với lại Bitcoin đó là chúng ta thấy xuất hiện vào cái đợt mà cuối mùa tăng trưởng của năm 2017 như là đầu năm 2018 đó lúc đó các bạn thấy được đây là cái thời điểm ngày 1 tây tháng 2 năm 2018 lúc đó thì một Ethereum có thay đổi ra được tới 0,12 Bitcoin thì cái bạn thấy được là ở mức giá là Bitcoin say one, là 54 55 000 thì có nghĩa là giá Ethereum nếu như mà lên tới cái mức này dựa theo giá Bitcoin hiện tại là Ethereum đáng giá khoảng chừng là 6.500 đô so với mức đó và cái bạn thấy được nếu như mà Bitcoin lên tới 100.000 mà Ethereum có thể đạt được là 0,12 Bitcoin thì một đồng Ethereum sẽ đánh giá lên tới 12.000 đô. Cho nên các bạn thấy được là khi mà Bitcoin tăng trưởng mạnh mà những người nào mà có lòng tin cao về cái phương diện là Ethereum có thể là đạt được những mức cao như trước đây, thì đây là lý do tại sao mà nhiều người cho là chúng ta có thể thấy giá Ethereum qua khỏi 10.000 đô. thuần thì uh, nghĩ là Ethereum có thể lên tới mức là 8.600 đô. thường để chia sẻ với các bạn trong những cái video, thường nghĩ là cách đây cũng vài tháng rồi, thì chúng ta được rồi giá Ethereum bây giờ thì đang phá cái đỉnh cũ và lập đỉnh mới chúng ta sẽ tiếp tục à, chờ đợi xem coi taymium sẽ đi tới đâu nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng thì các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook, Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhất là theo dõi Telegram channel hay là những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi trong đó bao gồm như là giảm phí giao dịch các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia thông qua sàn Binance uh, thông qua liên Quân thuận Capital uh, và các bạn có thể nhận được bonus lên tới là 1.610 đô khi mà gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15% thông qua sàn margin nổi tiếng sàn margin Bybit hay là sàn Probit đây là một cái uh, sàn ở Hàn Quốc và chấp nhận giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Sàn AMT, một cái sàn margin mà hỗ trợ copy trade mà nhiều bạn cũng đang sử dụng sàn FTX như bạn cũng đã biết. Link giảm 5% với giao dịch sàn Binance US, một cái lựa chọn dành cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ. Sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng lending có lãi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà đăng ký thông qua liên quan thuận Capital và đương nhiên Crypto Khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta thường hay nói đến. Nhưng mà nào có hứng thú muốn tìm hiểu những cái chi tiết thì bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu. Trong cái thời gian mà nhiều bạn bây giờ cảm thấy là à, hơi chán nản, thật ra mà nói khi mà giá Bitcoin tích lũy nhất là tích lũy ở những cái vùng mà cao như là hiện tại thì các bạn thấy là đây là những cái nơi mà tích lũy rất là tốt để cho chúng ta thấy được là tiền chảy vào những cái altcoin để cho altcoin có sự tiến triển và thật ra nhiều bạn có thể là tham gia vào cách đây một tuần hay hai tuần cho nên thường cảm thấy nhiều comment nói là chúng ta có nhiều thông tin tốt nhưng mà thị trường là không tốt nhưng mà thật ra trước hết thì bạn phải nhìn vào cái thời điểm nào tại vì các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào cái thời điểm đừng nói tới là xa hơn chúng ta nhìn vào cái thời điểm cái t 1 tháng, 2 tháng thì các bạn đã thấy được là cái tình hình giá cả tăng trưởng mạnh như thế nào rồi. Điều chỉnh là một điều rất bình thường trong cái đợt tăng trưởng. Các bạn cũng đã nhớ là năm 2017 cái đợt tăng trưởng đó điều chỉnh trên 30%, năm sáu lần là một chuyện chúng ta thường hay thấy. Cho nên bây giờ giá Bitcoin đó nội trong cái đợt tăng trưởng của cái mùa tăng trưởng năm 2021 này thì các bạn thấy được là Bitcoin đã có cái sự điều chỉnh là tháng nào cũng có hết chúng ta thấy được là tháng 1 cũng có điều chỉnh 31% tháng 2 cũng có điều chỉnh là 26%, tháng 3 cũng có điều chỉnh là 18% và trong tháng 4 này các bạn thì được là chúng ta đã có cái đợt điều chỉnh tổng cộng là 20,9% cho nên điều chỉnh là một điều rất bình thường trong một cái mùa tăng trưởng mà thôi cũng không có gì gọi là quá bất ngờ hết và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá cả của Ethereum bây giờ là đang ở cái đỉnh cao và nếu như mà nói tới cái phần trăm vốn hóa thì các bạn thấy được là chúng ta đang chứng kiến Bitcoin đã xuống dưới 50% và như tôi đã chia sẻ với các bạn đã thường Thường là chúng ta sẽ thấy Allcoin tăng trưởng rất là mạnh khi mà cái phần trăm vốn hóa Bitcoin sẽ đi xuống dưới 50%. Và bây giờ các bạn thấy được chúng ta đã là cái mức là 49,6% rồi. Và trong cái mùa mà tăng trưởng năm 2017 đó thì có rất nhiều những đợt Allcoin. Và một trong những đợt đó đó chính là mùa hè của năm 2017, ngày 18 tới tháng 6 thì các bạn thấy được đây là cái thời điểm chúng ta nhìn vào cái đường màu vàng này đó chính là cái phần trăm vốn hóa của thị trường Bitcoin thì các bạn thấy được là cái thời điểm này tháng 6 ngày 18 tây năm 2017 đó thì phần trăm vốn hóa Bitcoin các bạn thấy trên màn hình chỉ có 37,8% mà thôi và thời điểm đó Ethereum vốn hóa đã lên tới 31,17% nghĩa là chiếm gần 1/3 của thị trường và yeah, gần như là ngang hàng là Bitcoin Thời điểm đó rất nhiều người nói tới một hiện tượng gọi là The Flippening Có nghĩa là khi nào thì vốn hóa Ethereum sẽ qua mặt được Bitcoin Và có những trang web được lập ra như là các bạn thấy chúng ta đang nhìn vào trang web Flipping.watch Thì trang web này là một trang web được tạo ra để mà theo dõi cái vấn đề là khi nào Ethereum mới vượt qua khỏi Bitcoin thì về cái phương diện là tổng số vốn hóa thì bạn được vẫn còn cách xa Ethereum bây giờ là chỉ có là 300 tỷ trong khi Bitcoin đã hơn 1 nghìn tỷ rồi có nghĩa là so với vốn hóa thì Ethereum chỉ có 29,4% vốn hóa của Bitcoin mà thôi Ethereum cần phải nhân hơn 3 lần thì mới có thể qua mặt được Bitcoin mặt vốn hóa và chiếm vị trí thứ nhất nhưng mà về cái phương diện là cái số giao dịch đó thì các bạn thấy được là rất nhiều giao dịch trên mạng lưới của Ethereum so với lại Bitcoin đã cao hơn là 473%. Nhưng mà những phương diện khác như là trading volume hay là các bạn thấy được là cái số tiền kiếm được từ đào hay là các bạn thấy được cái số no hay là thì bây giờ bao nhiêu người đi tìm kiếm Bitcoin so với lại Ethereum thì những cái phương diện này Ethereum vẫn chưa bằng Bitcoin nhưng mà thời điểm hiện tại là một thời điểm rất là sôi động và đương nhiên Ethereum có tiến triển tốt và Ethereum các bạn cũng đã biết là một trong những đồng dẫn đầu thị trường altcoin cho nên nhiều bạn rất là phấn khởi bây giờ liên quan tới có thể chúng ta sẽ thấy một đợt altcoin tăng trưởng mạnh chỉ cần là Bitcoin không xuống mạnh mà thôi đây là tình hình liên quan tới Ethereum mà tôi muốn mang đến cho các bạn và với cái tình hình là Ethereum đó có cái giá tăng rất là nhiều thì các bạn thì là có một số những tài liệu rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình on chain là như thế nào thì trước hết thì các bạn hiểu được đây thì chúng ta nhìn trên cái trang web là Classno thì Classno cho các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví của Ethereum càng ngày càng nhiều hơn có nghĩa là các bạn thấy được càng ngày càng nhiều người tạo thêm ví ở Ethereum thì chúng ta thấy được là không chỉ riêng là cái số lượng ví tăng lên mà các bạn thấy được là cái số lượng ví mới có sự tăng trưởng rất là đột biến giống như chúng ta zoom vào cái hình này đi thì các được đây là cái biểu đồ liên quan tới những cái địa chỉ ví mới của Ethereum thì đương nhiên các bạn thấy được là giá cả tăng trưởng dẫn đến là rất nhiều người tạo thêm địa chỉ ví mới của Ethereum và ngoài chi điều này ra thì chúng ta trở lại cái số lượng địa chỉ ví mà hoạt động thường xuyên trên Ethereum cũng đã tăng lên cho nên khi chúng ta nhìn vào những thông tin này thì các bạn thấy được là phần lớn chúng ta được là trên mạng lưới của TVM càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví được tạo và càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví được sử dụng trên mạng lưới của TVM. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt về cái sự tăng trưởng của mạng lưới của TVM. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt hơn là chúng ta nhìn vào cái số lượng địa chỉ ví mà có cái số lượng lớn của Ethereum như là cái bàn thấy được chúng ta nhìn vào cái số lượng địa chỉ ví của Ethereum mà có hơn 10.000 Ethereum có nghĩa là những cái địa chỉ ví này có ít nhất là 25 triệu đô la ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là cái đường màu xanh này là cái số lượng địa chỉ ví là có bao nhiêu địa chỉ ví có hơn 10.000 Ethereum thì chúng ta nhìn vào thời gian gần đây các bạn thấy rất rõ ràng để zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn thì chúng ta thấy được là bắt đầu là từ ngày 11 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng địa chỉ ví có hơn 10.000 Ethereum tăng trưởng rất là nhanh các bạn thấy được là bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 thì có tổng cộng là 1099 địa chỉ ví Ethereum có hơn 10.000 Ethereum nhưng mà cho đến thời điểm là ngày 21 Tây thì đã tăng lên tới 1.155 địa chỉ ví có hơn 10.000 Ethereum thì các bạn thấy được là đây có dấu hiệu cho chúng ta thấy là có rất nhiều người có tiền tổ chức đầu tư thu mua Ethereum đối với Thuận đây là điều hiệu rất là tốt chúng ta không chỉ thấy là cái số lượng địa chỉ ví Ethereum tăng lên mà chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 10.000 Ethereum cũng đang tăng lên. Các bạn zoom ra thấy rất, rất rõ ràng là trong thời gian chỉ có là 12 ngày qua thì đã có rất nhiều địa chỉ ví có thêm Ethereum và đẩy qua 10.000 Ethereum trong những cái địa chỉ ví này và chúng ta nhìn vào những tài liệu on-chain ở trên crypto khoa đi thì tình hình bây giờ Ethereum tăng giá cao như vậy thì tình hình Ethereum có thêm trên sàn hay là không có ai nạp Ethereum lên sàn hay là không thì các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ nhìn xa hơn các bạn thấy được là Ethereum vẫn tiếp tục biến mất đi trên sàn và tốc độ biến mất rất là nhanh như đơn thường để chia sẻ với các bạn khi mà các bạn nhìn vào cái đường màu đỏ này đó khi mà đường màu đỏ đi xuống có nghĩa là chúng ta càng ngày càng thấy càng ít Ethereum những sàn giao dịch thì uh, khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này hàng ngày đây các bạn sẽ thấy được là hàng ngày thường cứ chia sẻ là Ethereum đã rời khỏi sàn đã rời khỏi sàn tại sao giá vẫn không tăng trưởng mạnh thật ra mà nói chúng ta nhìn vào xa hơn thì các bạn thấy được là lúc nào cũng sẽ có sự trì hoãn liên quan đến có bao nhiêu Ethereum trên những cái sàn giao dịch và khi nào chúng ta mới thấy được là cái đường màu đen này tăng trưởng như là giá tăng trưởng thì lúc nào cũng có sự trì hoãn Như là các bạn thấy được là Ethereum đã từ từ biến mất trên sàn rất là nhanh chóng bắt đầu từ tháng 8 của năm 2020 Nhưng mà mãi cho đến là đầu tháng 11 thì chúng ta mới thấy được là cái đường màu đen này có cái sự tăng lên Và cũng tương tự các bạn thấy được là gần đây cái sự tăng tốc của Ethereum rời khỏi sàn cũng rất là nhanh Thì một thời gian sau chúng ta mới thấy được phản ứng về cái phương diện của giá cả và khi ta zoom vào cái biểu đồ này tính theo cái nến giờ thì đương nhiên để thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn Thì đương nhiên giá của Ethereum tăng lên thì sẽ có cái dấu hiệu là có một số Ethereum được đưa lên trên sàn Nhưng mà rất là thấp các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào biểu đồ này từng giờ Thì Ethereum có thêm trên sàn nhưng mà cái số lượng có thêm không đáng kể Khi các bạn zoom ra các bạn thấy được là cái số lượng có thêm hầu như là không cần phải quan tâm đến Và chúng ta nhìn vào cái số lượng Ethereum nạp vào và rút ra khỏi sàn thì các bạn thấy được trong thời gian là một tuần qua thì chúng ta vẫn thấy nhiều cái đường màu đỏ đi cái xu hướng này đi xuống nghĩa là có nhiều Ethereum rút ra hơn là nạp vào. Đây là cái tính theo cái từng ngày một. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái tài liệu này tính theo giờ đi. Thì mới đây đó chính là thông tin liên quan là chúng ta tính theo là từng ngày. Bây giờ chúng ta tính theo từng giờ thì các bạn sẽ thấy được là tính theo từng giờ thì chúng ta thấy được là Ethereum. Đương nhiên có thêm một số lượng Ethereum nạp lên trên sàn nhiều hơn là rút ra trong cái thời gian mấy tiếng đồng hồ vừa qua khi mà giá cả tăng trưởng mạnh thì đây là một hiện tượng cũng rất là thông thường mà thôi giá cao thì nên sẽ có một số bạn muốn có ý định là chốt lời nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào những tài liệu này với cái biểu đồ nến ngày thì cái xu hướng vẫn là cái xu hướng Ethereum càng ngày càng khan hiếm hơn và chúng ta nhìn vào giá cả của Ethereum ở trên những cái sàn Hàn Quốc thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì cái giá tiêu trên sàn Hàn Quốc đó cũng vẫn còn cao hơn là giá quốc tế nhưng mà cái giá cũng đã không cao như trước đây nữa các bạn thấy được bây giờ là cái giá trên những sàn Hàn Quốc là trung bình là cao hơn khoảng chừng là 6,28% so với giá của thế giới nhưng mà đây cũng là một trong những dấu hiệu cho các bạn thấy được là cái nhu cầu thu mua Ethereum và ngay cái Bitcoin trên những sàn quốc bây giờ vẫn còn rất là cao vì lý do tại sao thì chúng ta cũng nên nói tới trong những cái video trước đây liên quan đến những cái lý do chính là tại vì cái nhu cầu tăng cao và người nước ngoài cũng không dễ dàng để có thể giao dịch trên sàn Hàn Quốc và người Hàn Quốc cũng không dễ dàng giao dịch trên sàn nước ngoài dẫn đến cái hiện tượng là giá của sàn Hàn Quốc sẽ cao hơn là giá của thị trường quốc tế